em mò cũng nhiệt tình lắm. Ấy cái gì? Làm gì? Rồi đi, đi lên đi. Nó bự là cái muỗng luôn. Đi xuống là bỏ cái con à. Con gì ta? Quên tên hoài. Buồn hết. Hết. Bóp bóp xuống chừng khóc rồi. Khóc hả? Đi xin giờ mé này. Giờ mé này tới đi. Nếu em mà mò được một con cho cũng hay lắm. Bây giờ mé này mò qua mé đó anh chưa mò đó. Biết được nó chưa? Con... nè nè nói vậy nè. Thế mà mò được một con khúc đất vậy được rồi. Dưới nữa hả? Ừ, xuống đất khúc rồi. Trời, em mò toàn là gió không rồi. Em mò toàn là gió không mà. Thiệt luôn, em mò toàn gió không à. Có mà ít bóp bóp là đụng vô nó gạch mé đó, là gạch mé đó chết chết tụi mé sâu 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 xuống hả. Để em bắt được một con nha. một con sẽ có được nhiều con. Chết tụi mé này nè, bóp bóp nó đụng nè. Sâu xuống nhiều không? Xuống chừng khúc đất vậy. Sao bóp không có gì ta? Chừng 2-3 lóng tay được à. Nè, nằm tay mặt luôn á. Chết rồi chắc này coi. Nè, ta đây là cái đống này không? Nè, chết vô mé nè. Ở đây này nè. Để em ráng em bắt được một con rồi. Sao kỳ ta? Cũng bóp nhiệt tình quá à. Không bắt được một con luôn. Kỳ ta? Chưa. Báo cáo với anh em là chỗ này không có một con. Con đi lại đi đọc nó mà mãi còn. Khu này mở chưa? Thích hả? Hử? Sâu nữa hả? Nằm trên mặt ha, sau dưới. Ở trên mặt xuống chừng khúc bằng. 2 lóc 3 lóc tay. À. Nãy giờ em bóp thôi cả xuống cả khúc á. Dữ vậy. Để toàn là con ốc không à. Chày cũng có nữa hả? Đây là cái ngành khác nha em. Làm qua cái cặp của ông Khải mò đâu mãi làm. Hả? Lâu ngồi cái này không có phải rồi. Tính không lội xuống mà phải lội nữa. Chuối cái lội hoài luôn. Lâu ngồi chỗ này sình không đâu có đâu. Chứ chỗ nào? Là chỗ ông Khải. Để em ra mò được con cây. Hả? Có đâu, có đâu, có đâu. Đâu. Đè lại. Có không? Đấy, gỡ. Con cao. Con cao không luôn chưa thiệt. Thôi, con cao lóc rồi đẹp. Trời, không tắm mà phải tắm nữa. Chưa dính luôn hả? Chưa dính con nào luôn rồi. Em mò cũng nhiệt tình lắm. Ấy cái gì? Làm gì? Rồi đi, đi lên đi.
thằng. Đồng bữa nay lên view. Lên view luôn. Không có một con luôn ta. Ai? Có một con. Đây cuối cùng em cũng mò được một con nha anh em. Đó. Đó. Mò được một con, sẽ có là một con thứ hai. Một con chứ một con thứ hai. Đây. Tiền nuôi ốc mà nó toàn là anh đẻ hến không à. Có một con, sẽ có một con thứ hai nha anh em. Đi ra đây nha. Để cho này nha. Thằng em để kè lên bờ đi. Một hai tay mới có khả năng. Để kè lên bờ đi. Một tay ngồi. Quay ra tới đầu ngoài đi không? Đây nè. Ở đây nè. Quay ra đây nè. Để ra ngoài. Nói bự luôn. Chỗ con nó ngã xuống đó được rồi. Chịu con kêu luôn. Bút nợ luôn, đòi nợ luôn. Nợ mà nó quen kêu YouTube. Áo cái gì mà sống mà bỏ vô luôn. Còn không bỏ luôn. Bắt bỏ bỏ vô luôn. Cái chiều ra cái mặt nào nó đỏ lên như mùa tàu táo. Đây là những chiến thần. Nãy giờ chơi cá được mấy con. Nó có mấy con rồi nè. Giao không chơi cá không ra mấy con rồi. Hai con cá bự à. Xì luôn. Giờ tới anh Tú nè. Đang bưng mừng cái thao chép. Ủa lộn, con hến chứ lộn. Anh em nào thấy con hến là nó bự vậy chưa? Con hến bự và con nghêu á. Quá nặng luôn. Thấy không? Này, con này nó bự bằng con nghêu luôn nè. Ngón tay nè không. Chính là phẩm. Đây mới ra lò luôn anh em ơi. Đây nè. Cần em xả đi con ốc á. Nè em ăn con bự nhất đây. Ơi con gì đâu mà. Nó bự bằng cái muỗng luôn. Thành quả. Con gì đó? Không. Wow, 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 wow. Con hến. Anh em thấy con hến là nó bự vậy chưa? Uống nhiều chưa? Nhiều quá. Hến. Mở tay mặt đi. Ăn gì ăn cơm. Ngon thiệt. Ngon không? Wow. Ngon 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 ngon. Ngon. Ăn này cho cha cảm nhận nghe ngon không? Cha bắt nguyên buổi trưa luôn á. Mấy sao rồi? Được mấy sao? 5 sao. Này là cha đi bắt chứ không phải mua à. Mấy điểm này cha bắt được mấy điểm nè. Mười điểm. Rồi đây rồi đấy. Rồi nhớ đăng ký kênh sao. Mặn nóng gì? Thật gì? Mắc cỡ nữa. Đăng ký kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại đi.